bất tài lục ban bạc cả đại ông pi cả lục đầy thì là bảo lục là rạch sạt đại ta mình chẳng ai đam bay giọt lùi đọt toal khạc là từ lơ chấm nói đại lục từ thôi cả đọt sải đại mình chẳng lục một mà sải ta chấm nói như về miền ấy từ khổ chỗ ông từ bà số máu này ta mình bị nát cái đất đầy thì đầy rạch sạt đầy 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 pha lục đứng cùng mình đầy pha toal lục đấy cứ đầy rụng lục giọt đầy băng thua mà chiên nước hàng băng krum nước hàng ấy nâng vô mà thưa bắt to khlu được về để khlu màn châu cho bôi lục hôn sáng nó lục hôn sáng sẽ cắt ở đây ăn áo mắt thưa bắt đi bro sát đan đan tro robot play thôi mà chiết nơi thông tam nơi bữa na promotor viên lấy tàu nước hàng khai private nâng khai cả đá nâng hay xuất đây ở toàn chạy phong luôn mà cái buôn lao phía phèn lao phía đang nát cái được tinh hay ở lấy nước bị bắt đây lấy ăn miếng này tinh tê hay xuất kê từ tinh ấy cả anh ấy chia là bách đuôi con anh tha bằng web kho bụng vua ở cũng ở bờ cha đại quân miền tập kết bầm đó tới bây giờ bảo đại tin cha là vây rock quân là vây này còn sang kia nữa do mà làm ai kia ngập chết tháo là ông nhang lụa bữa nay số thần lôi được cái ao dư mà lôi những tầng dư lôi kia tầng này bạn dư ở lôi hai công việc tham bị bắt sẽ được cách anh mình bắt sẽ được cách chứ cái nông niêm nhưng chỉ chụp niêm nhẹ với sợ co sầm nong một lúc khi nhau mình chưa thắc bây cho năm thứ thứ bộ đây đang hao ấy bà lúc mà sân đi bờ sân chia ra tháp bị ba cướp cướp đòi lục hôn mà nay đặc nom từ thay mục tài lục kết tha bánh hà kết tha tiếp xa cho nã trop rồi chia tiếp xa tè sầm bay tiếp xa đây thì ấy nắng ai nắng trời pan lang với đại thế ai lang thay ai rồi si cả cô với đại thế hỏi bằng bùa mà chấm luôn tiết ai nâng trời ban viện nhiệt dục tuần rồi có bắt đầu chia sắm bát tiêm xem xem căn đặt thêm tiết tao ơi cầm hôn viện nhiệt dục có cướp cướp con ông cá pu đầy lô lụa hơi nâng miên bị chia bọt nâng miên lôi cho ăn sực sực sần thóp đào nón khi đào tinh tiệt thằng ngon lúc đấy thế lúc mồm ăn gì nhưng chưa tha bà lục rất tha ba thằng mấy cầm cá đang nấu lục hôn mà nãy nhưng chưa tha việc từng lướt vía vây đài đài phục thư bắt đầu là tiệt vừa lục hôn mà nãy cho ăn miên chăn tiệt nâng nâng phơi đập bay chia thập tài chia phật đức cả phơi đập bay chăn tẹt đập bay khu sa quát cà phê khu sa quát cũng ăn miên tẹt quan đồng plechban ở bên đây khu sa quát ốc nát nâng nông bật vị trí này chạy cam chia sa cung mà rốt cái kiếm kiếm bắt im ế kiếm bình rô si cho muối sa ram lấy bình rô si cho muối à lấy dương phơi muối chết đó khai đôi lục đôi bình sa lục lục cấm sốc đại quan miên bình sa tha khai à đặt tuần cam chia bình giáo muối chết đó đại chia bình giáo đó để tha sa ram lấy bất ca rô si được có bọn đa bọn tê na đại rosi chụp bụi bọn tê cam chứ cứ rosi không chấp áp được à nó ngay cái khai nó ngay hay lục hang lục hôn mà nãy có bọn đa mà nãy bọn đa nó mới tiếc cái chọn còn đại rương bọn pan này còn đại lấy còn đại rương prey lang thay bây giờ bọn sai cục kia họ bắt e bọn pan này bẹ pon nó thay sẽ cái cây bọn pon khá tốt bẹ pon nó nè có chụp cam rồi taxi rồi pass up nó cứ quật chọn hai lục khơi nhá bẹ khác kia ở tầng miền lôi chua cùng kia nơi chua cùng tụng nơi phong sốc đây được tam pass up thử ai bẹ phần sốc tập hiệp thử ai bẹ phần sốc tập hiệp plus cả rosi phá quạt vì miền bắc hay khu sa hà nội phơi để xa cả ở lòng ngôi để xa kìm cục quấn nương bả bản thân bảo miền ca bật được chân em men tại lục kết hạ vị trí chấm đất trong khâu mũi robot bật tê lục sợi không ca đại lục hôn san tay tay để dây tha chỉ cả bậc ca sừng kìm chấm mũi nâng cam bị chia đại tê bả lục mồm ăn sân thế lúc sau đấy mình bán bạc sừng kềm cho mỗi bịch chi này chạm cam chi thế kia nên ta chăm chui bịch chi chun cam chi thế vận tải bạc thế lúc sau đấy kia bạc thuốc bắt toàn đặt toàn cam cho phu chun phải cá đại phải đại vô bịch cam chi thôi chi thôi chi tổ số bạc tổ luôn bạc luôn đại mình men chi được bao số bộ phim đại men chi được bao rùm được ngon đại men cả bao chân nào sau đấy đừng chịu thua thế anh nói cái thua đã từ lâu không thua sao lúc vận tải lúc mình từ tua toàn cam khang của mán đấy nè, toàn cam cam khác cứ bị chia phù rót, anh nâng hai đầy lốp cho bị chia phù rót vừa chia chậm nắc mang, bởi lốp chia nè bị chia thập tay lốp tay tại đó lên bị chia phù rót, ai bị chia phù rót bóc chéo miên sơn sợi phiếu ở cái nắp bị trang cho rùm bắt trâu sợi một chút thì thôi, tất anh nâng bất chia bàn im ế mà quên mà bàn GSP mà quên, hai bởi lốp nơi là thưa prai ca những lốp bật lốp, hai là prai ca mà phần nữa, phanh hà nó rương chân mũi tiệt. Nếu bây giờ sẽ được cái cam chiến non từ kẻ bất thế tinh non tranh tới mùi mơn liên đồ la trong một năm phải dướng đấy phải lập bất thế dướng bất tinh xong bất thế vật thuộc thiệt đam bị chân máu ta phẩm bảy quan liên đồ la đấy vật thuộc thiệt đam tranh bị chân máu chân chân bị chân nên phẩm bảy quan lụa ở dướng phẩm bảy quan liên đồ la hay dướng chân nên ban là pi quan liên đấy pi quan liên cứ ban đấy ban là prạ hai polaco chia polat dướng cam co dướng đấy tại từ thứ ca là mới cắt đến bên đây dương dương âm nhưng phải đời sau bên đây dương dương miên ở cặp bát dương miên ở bên đây đó tham bị ba hôn sai có mình miên chăn tẹt nồng cá
ការផលិតវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកគឺគាត់យកពីចិនដើម្បីឲ្យចិនជួយគាត់ហើយចិនឃើញចិនគេឆ្នាំនាំចូលយើង 8,000 លានហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនដូចថាមានតំណែងតំណងល្អជាមួយចិនទៅហើយដៃថែផងមិត្តដៃថែផងមិត្ត10,000ឆ្នាំផងទៅហើយតើចាំបាច់អីត្រូវការ GSP របស់អាមេរិកទៅត្រូវការ EBA របស់អាមេរិកទៅអីព្រោះថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងអស់នេះសុទ្ធតែត្រូវការលក្ខខណ្ឌក្នុងការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទៅសម្រាប់ចិនវិញគេអត់ត្រូវការលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងទេគេឲ្យលុយសុទ្ធសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងមិនស្រួលជាងមិនអញ្ចឹងឲ្យលោកមុំអាសនីដូច្នេះតើហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមបន្តពឹងចិនថែមទៅទៀតទៅចាំបាច់នាំគ្នាទៅសុំ EBA ឬក៏ GSP របស់អាមេរិកទៅអីពឹងតែចិនតែមួយទៅយើងមិនអាចធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនបានដោយសារតែចិនរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចមួយឆ្នាំយើងយកនាំចេញទៅចិនតែ1,000លានដុល្លារហ្នឹងយើងនាំចេញតែអង្ករទៅហ្នឹងហើយតែក្អាវទាំងអស់សំលៀកបំពាក់ស្បែកជើងកាតាបឯហ្នឹងមានបាននាំទៅចិនណាពួកចិនគេផលិតក្នុងគេបានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលយើងត្រូវវាកៀងហ្នឹងដែលយើងកៀងរឿងហ្នឹងមួយហើយរឿងទី2ប្រជាយើងដែលបានរាល់ថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រហែល10ឆ្នាំនេះ20ឆ្នាំនេះដែលមានជីវភាពសមរម្យធូរធារហ្នឹងគឺដោយសារតែ EBA និង GSP របស់សារ៉ាអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងហើយដែលបានជួយដល់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយរឿងប៉ះប៉ុណ្ណឹងមិនមែនតែរឿងវិយាគាត់រឿងហ្នឹងធ្វើបើបិទកាន់តែខ្លាំងបើបិទបន្តទៀតតែមួយឆ្នាំទៀតគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុmicro finance ធនាគារនៅកម្ពុជានឹងមានវិបត្តិកណ្ដាលធនធានព្រោះពលករកម្មករអត់មានការងារធ្វើហើយអត់មានលុយបង់អ្វីកម្ចីដែលខ្លួនបានខ្ចីជាមួយធនាគារនិងវិស័យឯកជនហ្នឹងទៅឲ្យវិញធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកណ្ដាលខ្លួនហ្នឹងហើយឥឡូវត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជាមានតែងាកទៅរកប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌ឲ្យបាត់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញបានយើងបានEBA និង GSP បាទលោកមុំអាសនីបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធ GSP នេះទៅឲ្យកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមួយអាណត្តិឆ្នាំអាណត្តិទី7របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងអាចរស់បានដង្ហើមនឹងអាចមានខ្យល់ដកដង្ហើមនោះប្រមាណដង្ហើមដែរទៅបាទបានកម្រិតណាជាងឃើញក៏ប៉ុណ្ណឹងយើងគាត់បានបិទប្រមាណមុននឹងបិទតែ 30% លោកហ៊ុនសែនបានជាកពួកធុរកិច្ចនៅដែលព្រះនៃរ៉ូស៊ីវិយូនញានឲ្យចូលជាលុយប្រាក់ឧបត្ថម្ភជួយនេះជួយនោះជួយនេះហើយហើយនាំតាសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវគៀបទៀតឥឡូវសួរថាអុកខាងអុកញ៉ាដេកឃ្លីតើមានថាបិកាឯណាបើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគាត់ក៏ខ្ចីលុយធនាគារមកហើយឥឡូវគាត់លក់ដេកឃ្លីគាត់លក់មិនបានគាត់បានលុយឯណាទៅជួយខាងលោកហ៊ុនសែនទៀតវាអត់មានណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចឆ្លាក់ស្លងបានហើយបើប្រជាពលរដ្ឋតើយើងគិតមើលតែគាត់ប៉ុណ្ណឹងប្រជាពលរដ្ឋចង់ជួយច្បល់នេះចុះសំណងតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតតើប្រជាពលរដ្ឋហើយឥឡូវបើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំបានព័ត៌មានមកហើយដោយសារតែអត់មានមេដឹកនាំណាដឹកនាំគាត់ឲ្យផ្ទុះជួយច្បល់បើមានមេដឹកនាំផ្ទុះជួយច្បល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចទប់បានអញ្ចឹងយុវជនបានលោកហ៊ុនសែនគាត់សុខចិត្តចាក់ជាមួយស្ដេចថៃជាមួយរបបយោធាថៃដើម្បីសម្រួលឲ្យថាក់ស៊ីនចូលស្រុកដើម្បីទប់កុំឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជន់ដីថៃដើម្បីយកដីថៃធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរយើងងើបទេអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនសែនក៏ទប់នឹងប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ប្រជាជនខ្មែរគាត់ថាមិនបាច់មកនៅថៃទេនៅតែសិង្ហបុរីនៅតែម៉ាឡេសេប្រកាសមកក៏គាត់ងើបបានដែរអានឹងគាត់ចង់និយាយចឹងព្រោះសារទី1ប្រជាពលរដ្ឋងើបអត់ទាន់មានដោយសារក៏អត់មានអ្នកនៅពីក្រោយឈ្នន់គាត់ថាតើមានដឹកនាំមួយណាទី2អត់មានសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យមានដំណងឲ្យផែនការតកត់ធ្វើបាទក៏ប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាទោះបីជាកន្លងមកមានមេដឹកនាំបពប្រឆាំងដឹកនាំធ្វើបដកម្មកន្លងមកជាហោហែមនុស្សរាប់លានអ្នកចូលរួមក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសារព័ត៌មានខ្លះនិយាយថាគាត់មានជំងឺបាក់ស្បាតខ្លាំងដែលសម្បីតការគម្រាមកំហែងការបង្ក្រាបបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគាត់ចុះញោមបាត់ទៅហើយតើបើសិនជាមានការដឹកនាំមានចលនាមួយដឹកនាំក្នុងការតតាំងអីថែមទៅទៀតទៅតើមានអ្នកណាហ៊ានចូលរួមទៅបើសិនជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏នៅលើគេគ្រប់គ្រងសភាពការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបញ្ហាអីក៏នៅលើគេទាំងអស់តើចំណុចនេះលោកមានការបកស្រាយកម្រិតណាបាទលោកមុំអាសនេះខ្ញុំច
tôm chim miệp lô tha những chất say những mưa ta không sao bả này ta bẹp bòn những cá phía dưới bờ rót mình khăng sập bàn những mình trai bạt khăn nó những như khơi những hai mình trai bạt khăn ôm lại chấm muối những con cũng làm vào một tới chấm muối hư ai đây mình trai bạt khăn đốt cháo sơn cá cái này thứ cá bọc luôn hai phía dưới bờ bạn đốt bọc phản cháo đang những mưa khơi những nước to bên này đặt đom trong tới phương bạc thì mùi thịt pí bẹp bòn những bánh hà mùi tiết bẹp bòn những bánh hà chấm muối ông nhà đây biết khơi phía dưới bờ rót bắt bao lăng hồ đất sông cá đã cầm lăng được chặt ốc nhà nó màu màu đặc biệt các bạn mình phải nhận nó cười lúc mồm à này trong xua lúc mùi thịt bẹp bòn thằng năng phải nhà đầy thì đại rồi có à cho nãy trộp nơi khăn ngồi dạp bìl trong khảo này ta lúc kết tha rốt thả bì bà thăm mây kháu ông cả đăng nôm rồi bao lúc hôn mạnh này từ thầy mục này à chui rất có ai chui chỉ doan tàu rầm đặc kêu ao cầm ốc nhà mà chấm nuôn đại cả bông vòn co rừng pành hấp theo là vậy nhưng bán đại thì lục mầm ở dưới này đối nhóm thợ lợp như vậy chấm mồi lục rừng ốc nhà đại vòn co rừng theo là vậy nhưng hơi để xong lối kia kia mình chui nó hết bàn lại nó giờ lại mới đặt con tra mồi tiết bay năm bậc cao để khuôn ai đời mình ai cái tàu phía kia đã miền cai cho pro pi mà cha đây thì mà cha bấm nó lộ đại chi mà cha lối đại tính nhau hà đứng xu tha những đứng ấy tha rót tha ba lúc này mình miên chăn tiện đang chui tới ông nhà để lung khuôn nó ăn đang thế hay chẳng ấy khuôn ấy tới bậc ca đây lúc đây cho vào đảo chứ nó đây bằng đây nó nuôi đôi đây cho của đây bắt rót đó bữa rót tha ba thay pha kê máu nữa có kê thử sao rư làm với rót tha bị ba để bị chia thập tái thử sao rư đồng bay áp bị vào bờ tê đồng bay cá sa đồng bay tụt lại nã băng thò mà chưa lại nã làm với tận ngón nữa hà nó hơi trời ta dừng cận mưa tới thà kê ở miền chui thế kê miền tròn thái mới về nên không buộc rót thay ba lúc không mà nãy miền pê nãy vô lui được chuyện ông nghe ông tiếc đưa con nãy thử được túc lui đồng bay bao hai ơi mình thấy ca nó con làm đầu vụt bật qua là lời nó của tam lúc sáng mình thấy ca khác hiện dư cả hai khác tí tui vậy mà ngày pê ngày bay ngày về mình ba tiếng tôi đưa lụng một tiếp phòng lúc mà sau này nó pê đã miền cà ri con sơn bẹp bòn từ đằng pành hà cho nã trop តែល្បែងដីត្រីនេះគឺថាមានក្រុមសកម្មជនប្រៃឈើខ្លះក៏នាំគ្នាចេញរិះគន់ហើយការរិះគន់របស់ក្រុមប្រៃឈើនេះត្រូវបានក្រុមតារាចម្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំពុងរកស៊ីដែលប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ថារកស៊ីលក់ផ្ទះល្បែងខ្យល់កាឡាក់ស៊ីណាវត្រាហ្នឹងគឺថាតារាចម្រៀងខេមហ្នឹងបានចេញវាយប្រហារទៅលើក្រុម សកម្មជនការពារប្រជាតាន់កំសួរអីជាដើមអញ្ចឹងទៅវិញចំណុចនេះលោកបានដឹងកម្រិតណាហើយថាតើការចេញមុខរបស់ក្រុមតារាចម្រៀងទៅការពារបញ្ហាអចលនៈទ្រព្យនេះតើវាមានភាពសមហេតុសមផលកម្រិតណាដែរទេលោកមុំអសនីការដែលតារាចម្រៀងចេញទៅការពារគឺដើម្បីយកលេះមួយឲ្យអ្នកដែល គាំទ្រតារាចម្រៀងនឹងឈប់ខឹងឈប់អីហើយយកថាអត់មានសំបីតារាចម្រៀងល្បីក៏គាំទ្រតកែគេនឹងដែរតែប៉ុន្តែការពិតពួកនេះគឺចង់ជាក្រុមមើលអង្គការដៃមាសគេចូលជាក្រុមឥឡូវប្រហែល9-10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងនេះពាក់ព័ន្ធលើអង្គការលេខនវត្រាដែលធ្វើផ្ទះល្វែងគ្រាន់តែបន្តខ្ញុំដឹងជិត2000នាក់ដែល2000ល្វែងដែលអត់ធន់ធ្វើអីគេសួរថា2000ល្វែងនឹងធ្វើឲ្យគេនឹងយកពេលបីឆ្នាំធ្វើបានវាអត់បានទេទី
tăng bị kêu tổn lãi bốn trăm lăng thay số ta còn ai chơi bàn hay tổn lãi bởi tiếc đây tha tiếc đây mà lâu tiếc mà mới bay pon nó cứ bị khai tiếc đây thưa mình sang chuyện này không ai chứng quật vô lôi tật oh vô máu nó hay là lôi lôi tại quật ban phẩm bố bị chưa pon vô lôi khi tận này có như vậy bắt xe tự cảnh xong bay tại dưới cái ti rock pon là quá dưới ở tầng thưa kia pon ở tầng đây ở thưa sang tiếc hay bay khai mình toàn miền tây cái này chả pon hay bực bẹt pon nó cái chả đây lúc quật sạc kia còn lúc đây chụp bẹt cái sàn sập mưa tạt lá cây prey như thế hay kia mình chả ở dương tiện hay xua ra tất cả luộn đây bằng vật luôn xua ra miền nam cái đất tinh bực chân ngặt màu bực bò đất tinh vì chỗ ngặt màu xua miền nam cái đất tinh anh ấy kia các là mấy luôn bực chia bò rót bực chắc bầm non lại luôn chỉ cùng bầm non pha bực chắc bầm non nó cùng ao bực chắc bầm non nước thằng ô mình tất cả tao thiếu tất cả còn luộn đây còn đây giờ mà sang là dương còn đây mẹ sẽ được cái bờ mẹ mẹ đầu chúng nuôi đầu xin thông nó bực cái thui cho cái đang này đang nâng bò bị bắt sẽ được cái này không thua hay bảo bà sân chia ốc nhà lên và tra thời gian chập luôn đòi bịa mình đăng là bảo bực chia bò rót bẹp năng ca cho bao từ lời bánh hạ cho nạ trộp đài lúc đó công tra hai mà nói bị kế hỏi miền phía bản đăng bị chế bởi rõt càng là chẳng tới là ta lúc cứ thác krom đà ra chẳng riêng thằng ổn nâng bởi chôm hà nị phây
chấm mũi nâng bảy hà phơi chấp bắp đại bị chưa bớt đã bắt đằng tới ốc nhà lên là bát tràn đại thế bảy hà này bị ai châu chưa cảnh chọc đại thế bà phép phong đường rừng nâng bà hiên tại ốc nhà thằng ngon bà này đã chấm riêng thằng ngon bà nơi tại con trâu thiết nâng tới chưa cảnh chọc ấy phu anh thì bắt xong của lùng kia chấm mũi bắt xung của lùng xung cùng đất chấm mũi chân khâu ở ốc nhà đại bất cả luôn anh bên cùng ruộng lúc đẹp là với nhà bây giờ phần hai bây giờ phần do lối từ ao cướp chủng luôn phần tai ở từ ban giờ bây bây năm hai là bắt đầu bây năm tiếp bây suốt tập bây năm tiếp bớt thưa ban đã thưa mà chết rồi nó hai cái nhóm này vi phạm có sầm nắng ấy nhóm riêng là phần mẫu thì đọc vui nên là tịnh nói mình chung kết tham mình ai thưa tập bản bây năm của tim mới đấy là toàn chết hộp ta ai được thưa sầm nắng mấy còn là sầm nắng còn thưa rằng tịnh nó có mà năm đại bản hào ấy anh chưa ai dân việc ăn tới rồi thì luộc đây là toàn chạy hay quật vì bắt quật luộc đây là toàn bàn luộc đây là na suốt là luộc đây là tùng khum đây hai hốc sụp lên là làm miếng vì na kia một tên dữ vì bắt sẽ được cái vì phục lộ chẳng nên xong bây giờ một tên chấn có vì bắt sẽ được cái một tên nữa có vì bắt sẽ được cái hay dương tự ban khum quật đời toàn cam sẽ được cái tiền ta như bàn lôi màu vì na miếng ta mua thế cứ đặt tháp vì ba lô hôm nay đó tới tại đó sai tới tại hay trong hôn lên vật ra mà đo sài rồi mua đặt thay bán thì rớt ốc cho bát lên vật ra thì ngon hay cúp rong cho bát ngon luộc cho lôi từ ở bên phố là bên nào đại miền bắc tây dương miền sơn tây lào vậy tại giờ bên bảy năm với ta rồi thì bà còn tại bà giờ bên bảy năm tới mình rồi và to bảy năm tiếp tới rồi đây thì lúc mong anh này hai bảy năm tiếp tới mình rồi tới bảy năm tiếp tới mình chẳng anh nó bơi bơi thôi chẳng bật to chẳng thế nó có ra đặt thạc ba nó bị khi dương thời trao đặt thạc ba bị bắt sung của lùm chùm muôi nương chương tự trở đặt muôi đại khôi bộc khôi thằng ấy đại bao bật chia bộ vật hai bậc cái thay khu em bị cùng ruộng hai trong trong ở cùng ruộng nó cứ cùng ruộng chào với chẳng nương anh nó đôi trong phục đây kia chẳng lấy nó vật ra rồi thằng ấy để sao đặt quật chui lục con sai nương ca tôi bảo ngay cầm lăng con là con nương của rey thành chư thành số bốn đấy bàn kia thì tục mục nó bật thì chiến bây giờ ta bây giờ lấy đi sụp khán khán tiếc mà cha bẩm nói rằng ông còn miên còn vô pro tam bát phần này bẩm phi thở cái ăn vô pro cái sông tiêm tiêm mà vậy nè chúng cá này cá lớn lớn những xu thì những những bác sĩ đã kể đến những chỗ na khốn sai nhưng mà kiếp kê thưa kia thả mạch anh ấy thưa anh là khốn sai nó hoàng ấy khôi chú hay khốn mà này khôi chú nó sai để sang lấy tập vật khác ai cứ vô khốn sai khốn mà này mà kiếp kê được លោកមកអាសនីតាលោកគិតថាត្រកូលហ៊ុននឹងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយក្រុមអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលរកស៊ីហើយដែលពួកគាត់នឹងគិតថាគាត់រកស៊ីស្របច្បាប់គាត់រកស៊ីមិនបោកប្រាស់គាត់រកស៊ីត្រឹមត្រូវគាត់រកស៊ីមានការទទួលខុសត្រូវតើលោកគិតថាអ្វីដែលក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរំពឹងថាក្រុមអុកញ៉ាទាំងអស់នោះរកស៊ីដោយសុចរិតទទួលខុសត្រូវរកស៊ីដោយដោយអ្វីដែលគាត់អះអាងថាជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងបែរទៅជាខកបំណងរបស់ត្រកូលហ៊ុនវិញតើលោកគិតថាលោកលេងនវត្រាអាចប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បានដែរទេនៅពេលខាងមុខដ៏ឆាប់នេះហើយលោកឃើញស្រាប់ហើយថាប្អូនស្រីក្មួយស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺនិមនៈអ្នកស្រីនឹមវណ្ណៈដែលជាកូនស្រីរបស់លោកនឹមចន្ទរាហើយជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតនឹងចេញមុខធ្វើការរិះគន់ទៅលើលោកបញ្ហាអុកញ៉ានៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះទៅហើយហើយដែលលោកលេងនវត្រាក៏បានឌឺដងឌៀមដាមដាក់ទៅវិញទៅមកតើបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកគិតថានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលដែលត្រកូលហ៊ុនកំពុងអាចធ្វើស៊ីបាទក្រុមអុកញ៉ាដែលគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលរកស៊ីមិនសុចរិតទុច្ចរិតហើយប្រះចាកពីអ្វីដែលតកូហ៊ុនខំប្រពឹងទុកដែរទេលោកមុំអាសនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបនៅបងប្អូនតាមកម្ពុជាពីមុនមកថាតកូហ៊ុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនក៏អត់មានឆន្ទៈនឹងជួយអង្គការណាដែលកំពុងឲ្យលងខ្លួនទេហើយយកឈ្មោះគាត់យកទៅលៀបយកឈ្មោះគាត់បកកាំងទៅក្រោយទៀតទេគេនឹងរុញតម្លាក់ចោលហើយដូចជាស្ដាយអង្គការលេខតវត្រានឹងឃើញទេប្រហែលអាទិត្យមុនខ្ញុំនិយាយទៅថាទៅសុំលុយគេឲ្យជួយដើម្បីធ្វើបរិយបតគេអត់ជួយឥឡូវអាទិត្យនេះចេញផ្សាយខ្លួនឯងថាគួរឲ្យប្រកាសលក់ដីតែបានមកពីគេបកគោលឲ្យហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាឆន្ទៈគេអាចជួយគេចាំតែដល់ថ្ងៃណាដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះធ្វើដោយអង្គការដីមានគេចាប់ក្រោយឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះគឺចាប់ហើយអាហ្នឹងគឺវាស្នាលោកលេងនវត្រាគឺប៉ុណ្ណឹងហើយក្រុមអ្នកចម្រៀងដែលល្បីដែលការពារលោកលេងនវត្រាទាំងលោកហេងឡុងអង្គការឲ្យទៅឡើងប្រមាណហ្នឹងហើយប្រហែលតែសនចាំងលក្ខណៈបើទៅការពារទៀតអាហ្នឹងទាំងស្បីទៅទាំងអស់ក្នុងមួយក្រុមហ្នឹងគេធ្វើដូចចាក់ស្ដែងមិនសល់មិនអញ្ចឹងនៅពិភពដីមានអញ្ចឹងបាទតើ
លោកបានដឹងអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកហេងឡុងបាទដែលបើសិនជាលោកហេងឡុងចេញមុខការពារតើលោកគិតថាវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដែរទៅសម្រាប់វាសនារបស់លោកលេងនវត្រាទូលោកហេងឡុងមានប្រវត្តិគាត់មកពីណាបើប្រវត្តិគាត់ពីមុនមកមិនប្រវត្តិគាត់ជាអ្នកគាត់ណាជាសកម្មជនយុវបាយមួយការពារសង្គ្រោះជាតិឲ្យលោកហើយមានតំណែងល្អជាមួយលោកលេងនវត្រាបានហ៊ុនសែនបង្កើតឲ្យជាលួយឲ្យអីចឹងទោះថាគាត់មានមានថាវិការណាមកជួយលេងនវត្រាគឺលេងនវត្រាលក់យកលួយវិជាប្រមូលលួយវិជាពលរដ្ឋមករាប់លានពេញទៅទិញឡានរយរយឲ្យហេងឡុងមួយទេសួរថាតើហេងឡុងហ៊ានលក់ឡានហ្នឹងឲ្យលេងនវត្រាដើម្បីដោះបំណុលប្រជាពលរដ្ឋទេវាអត់មានអានឹងមានតែចាំទៀតថែមចាំយកលុយថែមបាទយើងឆ្លត់ជា3ទេ2ឆ្នាំមុនឃើញលេងនវត្រាទិញឡាន1លានរយរយមួយជូនហេងឡុងនោះបងញ៉ាហេងឡុងនោះឃើញប៉ុន្តែឥឡូវសួរហេងឡុងមានលក់ឡានដូចលេងនវត្រាលក់ឡានលក់អីលក់អីទាំងអស់ហ៎អានឹងចឹងដែរប៉ុន្តែសួរថាលក់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏មកសោប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់រាប់ពាន់លវែងជាងគុណមើលទៅបានលវែងថាលវែងខ្លះតែមកថាទាំងខ្លៃធ្វើតែអស់ថា8000ឬ10000ដុល្លារចឹងជាងគុណនោះថាប្រព័ន្ធលវែងគឺប្រហែលលានហ្នឹងហើយយើងធ្វើបានអត់វាធ្វើអត់បានបាទបាទលោកមុំអាសនីលោកមុំអាសនីសម្រាប់គម្រោងដែលសាងសង់របស់លោកលេងនវត្រានៅខណ្ឌជ្រោយចង្វា1បាទនៅផ្លូវនៅ 6A ហ្នឹងតើមានភាពមិនប្រក្រតីកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកមុំអាសនីគម្រោងហ្នឹងគឺតាមខ្ញុំដឹងពីមន្ត្រីសុខយោដីនៅជ្រោយចង្វាហ្នឹងបានប្រាប់ខ្ញុំគឺថាវាមានគម្រោងគេហ្នឹងត្រូវលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាមានប្រមាណ3000ល្វែងតែមានល្វែងតម្លៃអាតម្លៃ18000ហ្នឹងប្រមាណ1000ល្វែងជាហើយតម្លៃអា40000ទៅ60000ហ្នឹងវាមានតែ1400ល្វែងទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអាតម្លៃ18000ហ្នឹង16000 1600ល្វែងហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានតែ290ល្វែងទេវាអាចបានតែ20%ហើយដល់1400ល្វែងហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបានធ្វើឲ្យបានជោគជ័យហ្នឹងគឺបាន182ល្វែងបាទអានោះសុខថាវាអាចបានអានេះគាត់បាន 5-10% ទេអញ្ចឹងវាហើយបន្តមកទៀតគឺអត់តមកចាក់ដីដែលសពប្រមាណហិកតានឹងទៀតគឺអត់តមកចាក់ទេសុខថានាំមកចាក់ដីហើយនាំអីហើយប្រមាណឆ្នាំតែឥឡូវនេះអត់លុយតែខ្សែធូតអត់លុយបាទប៉ុន្តែគាត់និយាយថាដូចថាអ្នកដែលបងផ្ទះណាសម្រាប់បងដូចថាអ្នកដែលទិញផ្ទះហើយមិនទាន់បានផ្ទះនៅដូច្នេះក្រុមហ៊ុនត្រូវសងប្រាក់$100ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទក្នុង100ដុល្លារមួយខែអ្នកខ្លះទៀតគាត់និយាយថាអេគាត់មិនចង់បានសងមិនចង់បានអីទេទិញចូលផ្ទះរបស់គាត់វិញទៅអាផ្ទះដែលគាត់ទិញហើយហ្នឹងគាត់លក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញគាត់ចង់បានលុយគាត់មកវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអត់ទិញបាទចំណុចនេះលោកបានដឹងអំពីបញ្ហានេះកម្រិតណាដែរទៅលោកមុំអសនេះខ្ញុំជំរាបលោកតាំងសាដាមិនបាច់ថាក្រុមហ៊ុនយកលុយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមួយថាទិញ18000ពីគាត់ណាបាទហើយឥឡូវអីវិញមិនបាច់ថាហ្នឹងទេសូម្បីតែគាត់ហ៊ានបង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេមួយខែ100ដុល្លារដែលមានជិត2000អ្នកនោះយើងគុណ100ដុល្លារគុណ2000អ្នកថា2000អ្នកវាឃើញប្រហែលវាឃើញចូលគាត់មួយខែគាត់ត្រូវបង់លើកជួយទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលជំងឺចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមួយខែវា200000ដុល្លារសួរគាត់មានលុយបង់ហ៎ឥឡូវនេះតែឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅទាំងអ្នកនៅញូហ្សេឡង់ទាំងអ្នកនៅអូស្ត្រាលីខ្លះដែលទិញហ្នឹងដែលខាតអត់ឲ្យគេ2ឆ្នាំហ្នឹងមួយឆ្នាំកន្លះហ្នឹងតើគេបានលុយ100ដុល្លារតើមួយរៀលដុល្លារក៏គេអត់បានមកពីលោកពីលោកបើសិនជាមួយខែបាទខ្ញុំកាល់កូលេទៅបើមួយខែអស់200000ដុល្លារអញ្ចឹងមួយឆ្នាំវាអស់2,400,000បាទ2,400,000ដុល្លារក្នុងដុល្លារខែ200000ដុល្លារនោះខែ200000ដុល្លារអាគាត់ដែលគេយកលុយគេហើយខែ200000ដុល្លារដូច្នេះមួយឆ្នាំវាអស់2,400,0002,400,000បាទ400,000បាទ2,400,000បាទបើវាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងនេះបាទ2,400,000ដុល្លារដែលត្រូវបង់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេលតម្លៃនេះក្នុង3ឆ្នាំវិញវាទៅជាប្រហែលចូលជាង400,000ដុល្លារឯនោះបាទ700,000ទៅ700,000បាទដូច្នេះបាទបាទ700,000ដូច្នេះចំនួននេះលោកគិតថាលោកលេងនវត្រាអាចលក់ដូចជា Lamborghini Ferrari លក់ដូចជា Tom ភិកចៈ private jet អីផ្ទាល់ខ្លួនអីលោកមានហ្នឹងឬក៏ penthouse ដែលគាត់មានតម្លៃពី500,000ទៅ100,000ហ្នឹងអាចលក់យកមកដោះដូរក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងរួចដែរទេសួរថាគាត់លក់
bản tay cột băng à mà rồi đến ở kia hết bản tay trong một chập nơi là thư à, cho là trong bao kia bàn nó cột bàn lôi bảo bị nè nhưng su tôi quên chưa chẳng bị chiếc thực kết số bấy tài lôi mà đây là thử sân giá ở chiếc bóng có rộng lúc cách sân giá mùi chiếc bóng mùi khai mùi đây là nó vừa rộp bóng nhẹ nó nè anh ấy thử ra tham ba thử ra đó sai em chiếc bóng xuống này đây nó cơ rụng đi cho kem xuống xếp cái hai bộ thuốc đại anh ấy nhẹ ơi mà chắc bộ đây nó sang sang hai mình sang ấy mình cục cục mình thử tam cái sân giá nữa thử mà chắc bộ đây nó miên tốt mình men bật nè ở đây thưa mấy con chim phát sụp đại cũng thưa cũng rô rương viên này hay mà thưa chẳng ta khi lúc hôn sáng quật rối nhai bọn là cá đọc sài quật ạc vô cà phía tiết quật mình chui lùi tới lên vật ra thưa bà to điện bởi sao quật đang thay lên vật ra thưa cá bởi sao ta vẫn nữ mô tình nạp hiếp hay bán lùi bì phổ mô lùi bì phía bọt tinh màu bán cứ vô tự chi chai 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 khi thông hay ăn mình thưa ở phía bọt ăn nó về bánh hàng mà mình đã rưu ta nó phân bánh ta nó bắt đầu bóng gọi chẳng ta nó xìm riếp gọi chẳng cũng luôn quật ta màu bán cứ bà chơi thôi Bà kết chia chấm nôn sở rộp, group khách đại quạt thuê nâng. Rồi hôm mà tôi bên ý, lúc màn tử tù bò đàm miên đại thế tham miên bẩm màn lập vánh, krai bì cầm rôn phẩm mối à, cầm rôn trôi trong vai, nâng cứ tham miên bẩm màn bòn lập vánh, đại xong ở phía bà rọt màn toàn bàn. Hơi chấm nôn bà chia bà rọt bất bà cất, đại màn toàn bàn sang xong, đại màn toàn bàn tử tù bàn bà tiết nâng chấm nôn bẩm màn bà cất bà, miên đăng tù lệnh đại thế. Nhóm đăng tôi lấy tại nơi đi tình phụng bình phố để xa ta nhóm miền bất phẹt khá thơ ca nơi bình tí sau cho đây đi tình đi hơi đầy chìa vít bạc co để kia đăng bánh hà nâng cơ gây lụi bạc cho mà nâng nhập đăng đây bằng nạc hai tôi cho mình bằng nạc hai bắt tập bó nâng xìm riêng nhà tôi bán thần hệ tôi nông bỏ miền đi nhóm rô nhóm trả mời bật tình kia sân bộ bật thay nâng xìm riêng nhóm thọp của nhóm chỉ nạc xìm riêng đá nhóm đăng thà nâng xìm riêng thông thông nà nơi cũng rô bật tí xe chìm xa cũng rô phẹt xa này nâng cầu thông nâng cứ chọp ai và chia chun mà tu theo một tê ngon khi tự tinh và đây cho một cha bảo là cứ ăn miên đấy đây ăn miên là toàn phun lâu ở kia anh ơi hai nhạc lá bằng một trăm hai mươi khối xa miên bảm mán nẹt đây từ à thì chun bảm mán nẹt đấy an toàn tính tham nhầm nó sẽ là pon nẹt hơi sẽ là nhạc lá này bằng một hai pi rồi bây đây lấy nhạc lá chụp bằng này bên đây quả thì bằng tới việc cho rock pon là có kê cầm kẹp cầm bôi pon là kê tới rưỡi này cái chụp băng nó kia quạt mình miếng đây mình miếng tre kia cái chụp băng đấy tại vì bắt quạt được quạt bằng ai tam lập là bớt to cái mưa nó cứ và tam đầm nắng mộc thà bộc cái lực là bao lục lên là bát ra à lấy nó chập đam nón này lia chụp bị cầm hồn hơi đời san nhạc la nắng quạt chụp bẹ bẹ khai cái hay ớt bạc ở kề nhạc la tiện nắng đôi nhạc lụa tre tam cầm lấy trường sa từ tua công ở trong ấy chẳng tới quạt sĩ đại lôi nhạc thằng ông nắng tiệt mình ban khơi bắt đầu lôi cầm đáy trường xa ôi bộ hàng crom nè từ cái thằng nè lúa mà chia seller chia marketing chia nè đại từ thuốc ban được cầm đáy trường xa ở cả lo mốc tay từ rock si ôi lục lên và tràn nữa hay rồi hôm mà tôi pin đi miền địa pel chiên mà chăn năm hỏi chật pi chăn năm hỏi lục lên và tràn ở bạc lôi ôi bộ quạt tê hay bộ cái lực khả năng có rút chân từ rock cả nghề mày nơi cầm hồn xem xem từ đối chân này lục cái thà còn tại lối ở thế thì chốn lục lên và tra mình toàn song ta hỏi cho tầm rộm lối rồi bọc bọc lực bọc quạt để tiệt đối chân này thật ta lục nâng tự tu khó từ là biết mất không cả rộng lối đối chân sự thực sự thoát song từ lối ở thế thì chốn phong song từ lối bọc lực phong song từ lối bọc lực này lục ấy xem xem tiệt phong tại chấm này đi lục dồi dào mất mà lục mồm ăn xin nhóm còn là chụp riêng lô tha còn là không không sách còn là bẹt cái sam ha sáu mươi đô la brain sam sáu mươi đô la hơi chụp đăng mua tiếc không phun để bốc cả bốc cứ xem đẹp xem long ở kia còn nó cứ còn là bẹt cái làng kia lấy từ thư ảo làng kia thả lấy oi song à lôi cho bẹt buôn mao sân máu oi song à lôi phơ ban lôi đại sư thư ban buôn đối chân sập pin là với thay thay cứ kia máu bằng kia từ thư kia thay cứ tới mà cứ muối ăn còn mà còn là đấy ai buôn đôi chân sập pin là với anh phần màn đấy. Ai kia ai so cái năng kia mà sớm mà kia từ to đi đây tìm mua nó bằng nhà kia pi pi crom hôn đại tây miền đại tây đô si cho mua quạt không cam đinh khai pi thư sầm năng và quạt nó kia từ thư cho mua tiếp phụ kia đăng thay từ thư hạ bàn lui kia từ thư mình chấm nai khi chấm nai lui từ cam mà co ó khai từ bàn lui bị quạt bàn chụp từ sai từ thay lui nó còn cho từ trái khóc tung đại thư bằng nhà bị bắt sẽ được cách đó crom hôn quạt chịu sẽ thư bắt quạt đó chấm nô và chỉ phù hợp để trang tiền tiền bị quản bà, nó tới là rút
បើមិនដោះស្រាយទាន់ពេលអាចនឹងមានការផ្ទុះកំហឹងកម្រិតណាដែរទៅលោកមុំអាសនេះរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋដូចឃើញពិភពដីមានគេរងចាំបោះឆ្នោតគាត់បោះឆ្នោតហើយផ្ទុះមួយពឹងហើយឥឡូវនេះទីទៀនបើតាខ្ញុំដឹងហ្នឹងប្រហែលជាលៀបលែងនវត្រានមិនឆាប់ឆាប់ហ្នឹងនឹងផ្ទុះទៀតហើយបើតែពិភពដីមានអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគេមិនព្រមឥឡូវសួរតែគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាម្នាក់ឯងអត្តតោភាគីអត្តមានមេធាវីណាដឹងឮផងហ្នឹងគាត់ប្រជាពលរដ្ឋគេព្រមយកដែរគេអត់យកទេគេនឹងផ្ទុះហើយលោកមុំអាសនីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើលោកដូចថាហ៊ុនម៉ាណែតមានបញ្ហាដោយប្រការណាមួយឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគាត់នឹងឡើងមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអាចផ្លាស់ប្ដូរស្រេចតែនឹងអំពើចិត្តរបស់លោកអ៊ុនសែនចង់ដាក់អ្នកណាក៏បានឬមានច្បាប់ត្រូវច្បាប់ក្នុងការជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មានបញ្ហាដោយប្រការណាមួយមែននោះបាទលោកមុំអាសនីការដែលប្រកាសលោកហ៊ុនសែនប្រកាសហ្នឹងគឺជាប្រកាសរបៀបប្រជុំប្រតិការព្រោះអត់មានអង្គហេតុណាមួយអង្គច្បាប់ណាមួយដែលថាត្រកខ្មែរមានត្រូវតែលោកតកូលហ៊ុនអ្នកគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងហើយបានដូចជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ទៅនឹងបើគាត់ដឹកនាំអត់បានប្រជាពលរដ្ឋទុះពលរឿងគ្រប់ទាំងអស់ឬតាំងពីបាត់សេដ្ឋកិច្ចឬតាំងពីគាត់ការអង្គការដីធ្លីនឹងអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងទុះគ្មានអ្នកណាស្លាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រៅពីក្រុមគ្រួសារគាត់ទេបើគេចង់ស្លាប់នោះអញ្ចឹងមិនអត់មានអ្នកក្រៅគេចង់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយប្រការហ្នឹងព្រោះដោយសារបញ្ហាមួយហ្នឹងវាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកូនវាពឹងមកខាងទៀតនោះចំណែករឿងហ្នឹងវាអត់តាន់នេះទេក៏បានមកខាងគេប្រាប់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីថាទុបមិនឲ្យបងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលោកហ៊ុនសែនគាត់ចេញមួយទៀតគឺត្រូវតែធ្វើថ្ងៃ7ធម្មតាគាត់ប្រកាសពីមុនគឺថ្ងៃ22ប៉ុន្តែដោយមានព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងថាកូននឹងមួយណាបើចង់ធ្វើអីបងវាគាត់ដាក់ថ្ងៃ7ហ្នឹងទៅហើយវាអត់មានច្បាប់ណាពីព្រោះធម្មនុញ្ញណាចែងថាត្រូវតែមានតកូលហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនទៅតកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមាត់លោកហ៊ុនសែននេះវាអត់មានតែនេះគាត់ធ្វើដោយខុសច្បាប់ចឹងបានអន្តរជាតិគេដាក់តកៀបសេដ្ឋកិច្ចលើគាត់ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនលោកមុំអាសនីជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទដោយខ្លីសូមអញ្ជើញជាបន្ថែមដោយខ្លីខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែងើបឡើងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពបងប្អូនដើម្បីសន្តិភាពផងបងប្អូនមិនមែនរស់នៅក្នុងអសន្តិភាពអសន្តិសុខចឹងទេទី1ទី2ចំពោះបងប្អូននៅទីផ្ទះជាមួយលេខនវត្រាតែអ្នកដែលបានប្រកាសថាមិនគាំទ្រមិនយកចំណាត់ការរបស់លេខាធិការបន្ត3ឆ្នាំសូមឲ្យងើបឡើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីសមត្ថកិច្ចគេចាត់ការឬមួយក៏ដូចធ្វើករណីដីករណីដីមាសអញ្ចឹងគឺនាំគ្នាទៅមុខក្រុមហ៊ុនហើយប្រកាសថាហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាហើយបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមុំអាសនីហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងនៅពេលក្រោយទៀតបាទខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបងបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidafearofeverkh បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លាំងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុស្ដី